Kính chào quý vị và các bác. Rất hân hạnh hôm nay em xin được giới thiệu và gửi đến các bác một chiếc đồng hồ với thương hiệu là đồng hồ Odo. Đây là phiên bản đồng hồ Odo đời 548, 8 gông, 8 búa. Sẽ đưa đến cho các bác và em bản nhạc Westminster rất hay. Một trong những cái chất âm đặc trưng của dòng Odo, thật trong trẻo và ngân vang. Một chiếc đồng hồ được kết hợp với một cái vỏ ở bên ngoài, như các bác nhìn đây ạ. Với kích thước chiều dài là 56cm. Chiều dài các bác nhé, chiều dài thì trên xuống dưới. Chiều ngang này là 45cm. Một cái chiếc thùng bè khá ấn tượng. Được làm hoàn toàn với chất liệu gỗ tự nhiên. Các cái lớp ép clear rất cao cấp, đặc trưng của Odo. Người ta làm với 3 phần. Hai bên tạo dáng 3D như thế này các bác ạ. Một cái tông màu nó hơi khác một chút so với ở giữa, để phân biệt rõ ở cái phần giữa này. Nhìn rất là đẹp. Và những chiếc Odo cao cấp thì thường người ta gắn liền với những cái bông hoa hoặc là trái cây. Thì đây, phiên bản này người ta gắn trên đây và người ta chạm trổ hoàn toàn bằng gỗ các bác nhé. Hai bên hai chùm hoa quả rất đặc biệt. Thật ý nghĩa khi gia chủ sở hữu. Tuyệt vời các bác ạ. Một cái mặt là bát giác nằm với một dãy số in quốc tế rất là rõ ràng trên một cái nền vàng chanh rất đẹp. Ở trong là nền sáng hơn. Hai cái nền rất là đẹp không các bác? Khi nhìn vào thì các bác thấy rất là sang trọng. Thương hiệu Odo rất rõ ràng ở đây các bác ạ. Kim đặc trưng của dòng đời 54. Ba ổ cót, mắc in France. Bên dưới người ta làm với một cái kiếng để cho quả lắc ở bên trong, cũng thật là đẹp, không quá cầu kỳ phóng quát nhưng mà thật sinh động. Một cái tay sách đúng của Odo luôn. Em xin mở bên trong để giao lưu với các bác. Một chiếc đồng hồ nguyên zin 100% với một củ gông 101 các bác ạ. Máy 3 vách trơn, 8 gông 8 búa. Chắc chắn rồi, chiếc đồng hồ này sẽ đưa đến cho chúng ta một cái chất âm rất hay. Bây giờ em xin mời các bác thẩm âm và đánh giá xem là cái chất âm của đời 54 này nó như thế nào. Vừa rồi là âm thanh của một chiếc đồng hồ Odo 548. Rất đẹp. Bộ máy vàng ươm các bác ạ. Tí nữa em sẽ xin chụp ảnh để đăng lên Zalo. Các bác muốn xem ảnh máy thì các bác xem ở trên đó. Bởi vì hôm nay em không có nhân viên thì không thể mở bộ máy ra được. Mong các bác thông cảm. Em xin xoay xa một chút để các bác ngắm nhìn lại chiếc đồng hồ Odo 548. Rất đẹp luôn. Rất xứng đáng phải không các bác? Đến đây, vang vọng chân thành cảm ơn các bác đã dành thời gian theo dõi. Chào và hẹn gặp lại các bác đến video lần sau.